Rồi, ok, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình quay trở lại đảo cũ anh em ạ. À. Đảo mà mình ăn hành bị ăn hành sấp mặt anh em ạ. À. Mình về đây với mục đích là mình sẽ đi đánh tất cả các con boss như yêu cầu của anh em khá là nhiều comment mình bảo mình đánh boss này kia, nhưng mà trước khi mình đi đánh boss hết đó boss thì mình sẽ đi tìm trái quỷ trước nhé anh em. Thì giờ hiện tại bây giờ thì trái quỷ nó cũng đã ra rồi. Thì bây giờ mình có một bạn giúp mình đây, bạn Sơn bên Discord mình nhé anh em. Đây không phải là sơn cu tèo nhé anh em, đây là sơn cần, anh em cứ hay bảo sơn cu tèo, đây không phải nha, đây là một bạn bên bên fan của mình chơi cũng khá thân với mình. Nó với thằng gì ta, nó với thằng thằng chủ chủ của server, chủ của cái này này tên gì anh quên mất tiêu rồi, để coi là đúng rồi, thằng Phúc. Giờ mình đi tìm trái quỷ trước anh em ạ. Đó anh em thấy không, sau bao nhiêu ngày cày cuốc mà mình cũng đã max cấp nè, tâm kiếm nè, các kiểu, có cái là chưa có áo đâu đen thôi anh em ạ. Quay rồi nha, anh quay rồi nha, anh quay rồi nha. Hình như bạn này có game pass anh em ạ, mà như hiện tại server khá là lắc, binh khá cao luôn. Vài bữa nữa mình sẽ đổi một cái avatar mới nữa nha, avatar này cũ rồi. Ủa như là bạn này đi đánh boss trước hả? Ủa đi tìm DF trước đi em, bóp tí nữa là đánh, tí nữa là đánh nó sao? Ủa nhanh vậy, what, trời ơi nó vẫn đen như ngày nào anh em à. Vậy thì chơi bời gì, mình tính ra trái gì xịn xịn mình còn ăn với trái sờ bi ke này, làm sao mình có thể bỏ trái mochi mình đang xài được. Trái này thì thôi mình đem cho cá mập ăn nhé anh em, chứ mình ăn là toang đấy, phải được bi ke hay gì mình còn xài chứ. Cái này thôi vứt đi, cầm cầm tí nó lại ăn thì khổ, cho cá mập ăn đi. Thì tính tìm nó lâu ai về chưa vô gì hết là bày chạy một phát tới ngay luôn rồi. Từ từ anh em chờ mình tí nha. Mình đánh mấy cái con boss ở trong đây đi. Giờ mình vô mình phục thù hết. Đã anh solo nha. Đấy, anh solo nha. Để bên kia bạn đừng có giúp mình, để mình solo mấy con này luôn anh em à. Sợ gì, hy vọng đó là đừng có lắc là được rồi. Giờ không 200 binh, 2000 binh chứ. Mình lại nhầm rồi, cộng 2 cây lên. Cái máy này giờ giết cái một anh em à, mạnh rồi, mất chấp rồi mà sợ gì nữa. Đó cái gì nhận, nhưng mà cũng phải nhận nhiệm vụ kiếm tí tiền anh em à. Biết cái thằng Mingo bên đây với thằng Mingo bên tân thế giới nó có khác nhau gì hay không? Chém ba cái là nó lên đường liền không easy. Giờ mình còn không ngán râu đen nữa, nói gì mấy thằng này phải gái chứ anh em, mạnh là phải gái, bỏ túi hết mấy thằng này, giờ là bỏ túi hết đúng không? Trời easy easy đúng không? Ok, giờ mình đi đánh mấy con khác nha. Mình sẽ đánh hết hết boss luôn. Không biết tí nữa có kịp đánh thằng A Long hay không chứ. Thiền đâu rồi? Đây. Tại vì A Long tới 1 tiếng 15 phút hay 1 tiếng hay là 1 tiếng nữa gì, 1 tiếng rưỡi gì mới có. À, đi qua boss nào cũng được em. Đây là đệ tử mới anh em. Lính mới rồi, đi đi xuống đánh thằng người cá mới rồi, đi xuống đánh thằng người cá mới. Thằng này khó chơi nha, thằng này hai mạng,
không biết mình có đủ khả năng giết nó hay chưa nữa. Mình sợ nó hai mạng, với lại nó có cái chiêu khống chế. Hiện tại thì cây tam kiếm mình mới 301 master thôi anh em ạ. Vô chém ta đôi nó luôn, sợ gì. Ui, nó bật chế độ ấy lên rồi anh em ạ. À, từ từ, thằng này là nó cắn thuốc lắc nè, sư đầu lên rồi. Mày trời, quá đơn giản nè, mày chém thường nhưng mà nó chém mình cũng còn có 1.000 rưỡi máu. Reset đi, reset chi em nhiêu đây máu, được rồi, sợ gì. Nhiêu đây máu là chơi hết, coi như reset. Mấy anh em yêu cầu mình làm mấy cái đánh mấy con boss, mình tí nữa mình qua mình đánh thằng thằng gì, thằng Ranky luôn. Tí Ranky, đánh thằng Ranky luôn chứ sợ gì, đánh chú trời này kia đồ xong đánh Ranky luôn. Anh kia chắc mình phải set 3 mà chứ nó gõ mình chắc lên đường quá anh em. Sắp tới mình sẽ đổi mình đổi avatar mới anh em. Chủ tịch đi 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 Thái Lan thêm một lần nữa nha. Ủa bị cái gì không lướt được vậy? Rồi. Tính bị cái gì không lướt quy được chứ? Ủa quên, cái này là thằng bán đồ. Thằng này mới thằng nhận nhiệm vụ này. JT. Cái này là JT. Mình thì mình ăn trái mochi nhưng mà mình không có trời gì, có ba cái chết rồi. What? Yếu vậy? Nó yếu vậy hay là tại mình mạnh ta? Chắc tại mình mạnh rồi chứ yếu gì. Con nó hồi xưa hành mình chết mà. Thiệt rồi ta. Qua đánh xanh tóc đỏ luôn. Qua đánh xanh tóc đỏ luôn nha. Đánh tóc đỏ luôn em. Sợ gì? Đánh tóc đỏ đánh chúa tài này kia, nói chung là làm hết. Có boss nào là làm hết nha. Mấy cái con này hồi xưa nó bán hành cho mình. Mình thích chơi kiếm anh em ạ. À, mình không thích chơi trái quỷ lắm. Sau này nếu mà mình chắc mình cũng phải đổi qua điểm trái quỷ để mình xài nữa chứ. Cho biết đây anh em, mình sang tóc đỏ nha, bỏ đầu nó luôn, sợ gì. Hồi xưa tao giết, tao không biết bao nhiêu lần tao mới giết được mày, giờ đâu bốn cái lên đường qua đánh con khỉ luôn. Ui, chỗ này đi không được. Đánh khỉ luôn, đúng rồi, đánh khỉ luôn, đánh hết. Khỉ thì chắc không nhận nhiệm vụ đâu, chắc nó yếu mà, con này yếu nhất à. Mình để mình ghét nó cái chết chết cái gì đúng không em, đó. Trời ơi. Ui ui, mạnh quá rồi. Cái này là do mình mạnh chứ không phải boss yếu đâu anh em à. Chúng ta mạnh rồi. Ok. A Long chắc chưa ra đâu, bây giờ mình lên trời đi. A Long phải tiếng rưỡi nó mới ra lận. Mình hồi đó đi tìm trái quỷ mà thấy thằng A Long xuất hiện là mình buồn lắm em à, là mình biết trái quỷ nó mất rồi. Sao lúc đánh boss nó không lắc mà lúc chạy hè nó lại lắc ta? Hồi xưa lên đảo lên trời cực ơi là cực luôn, bây giờ easy rồi. Lắc thế. Nó hỏi đừng lắc được không? Mấy bạn hỏi sao mình quay với Bato mà lại ít nói nha, thì mình cũng giải thích là tại vì quay hai người nên sẽ nhường nhau nói, không có nói kiểu nói li nói lịa, nói chồng lên nhau thì nó hai kiểu nó sẽ bị đè lên nhau, không ai nghe được gì hết anh em. Nên mỗi người nói một câu thôi. Người này nói xong người ta người kia nói, chứ mà hai người cùng nói thì ai nghe? Đâu nghe được gì. Có người nói phải có người nghe với anh em. Hai người cùng nói là chả ai nghe được gì đâu.
Với lại mình hay quay với bác Tô thì mình sẽ để bác Tô chào. Mình quay chung với bác Tô, quay chung với Tuấn hay là quay chung với Tài thường thì mình sẽ để mọi người đó chào với anh em, thì khi nào mình làm một mình nó chào thôi. Chứ còn không thì mình sẽ cắt một khúc chào đó, mình chào riêng. Chứ mà ai cũng chào hết nó sẽ kiểu bị chồng lên nhiều quá. Giờ mình tập thiên thần rồi, mình có cánh rồi, mình bay này dễ lắm. Lên mình làm thằng chúa trời cái nữa. Thanh niên kia xài ồ, tính xài Yoru chứ, bạn này có Yoru nè, Yoru Game Pass đủ thứ là đem là Rich Kid đó. Đừng đùa. Bữa mình mới đánh được cái súng của anh này. Chúa trời chắc khó ăn anh em à. Chúa trời chắc khó ăn. Mình phải set ba cái anh em ạ, à. Không là ăn bùi ấy. Chúa trời mình phải set ba chứ không mà nó giết mình ấy. Chưa đủ mạnh để mà xử thằng chúa trời. Chúa trời thì mình sẽ bật qua Haki quan sát lên. Con trời chắc có nè, bọn tao không có đâu. Ờ, bật Haki quan sát lên nha. Mình đã hạn chế bằng Haki lắm rồi á, anh em bảo nước mắt này kia mình đã hạn chế Haki lắm rồi. Té. Ui 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 té không kịp luôn. Từ 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 đây bạn. Mình lo được, mình lo được. Mình làm nữa, anh em mình tỉnh, nửa cây rồi. Ây da, ây da, ây da, ây da, đau. Bỏ túi được, bỏ túi được, anh em mình tỉnh. Không, nó không, né hết, né hết. Ui ui ui, mới vừa gái né hết cái à. Chết rồi. Chết rồi, về đảo tân thủ rồi anh em à. Mình phải mua hiền mình qua lại. Nó gõ mình chết. Hình như là mình mua hiền ở đâu ta, bên đây được không? Không không không, mình mua hiền bên đây mới đúng. Đúng rồi, lấy cái hiền ấy ra. Ủa sao đi xét vậy luôn rồi. Sơn mua hiền kia đi Sơn ơi. Cái gì? Hiền này đi lâu lắm. Hiền này đi lâu hay đi nhanh ta? Là gì vậy? Đi hiền này đi cho nhanh. Trời ơi, đi hiền xịn cho nó nhanh. Hiền đi hiền A cho nó nhanh nhỉ. Ồ lộn đường, bên đây mới đúng. Này tí nữa rank kia là mình cũng solo luôn. Sợ gì? Tại nãy mình mất máu hơi nhiều rồi. Mình đánh cái thằng kia mình mất máu hơi nhiều rồi. Mình đúng là chỉ chưa có cây gậy của thằng chủ trai thôi nè. Ráng đánh tìm cây gậy. Đánh bao nhiêu lần không được cây gậy. Hồi xưa thì đánh không đủ đam. Xưa anh em đông quá, anh em mua vào bên tân thế giới dài thì anh em thấy rồi đó. Chém vài cái là con chúa trời nó chết rồi, làm sao mình đủ đam được. Không set bam luôn, chơi khô máu luôn, không set bam luôn nha anh em. Nãy mình hơi chủ quan thôi. Mình dùng long cẩu hủ mình đánh nó là win rồi. Giờ mình nhảy lên tốc độ lắm. Điện sơn nó đi cái đường nào lên tới đó vậy. What? Từ từ nha. Để mình bay lên lại. Ui, A Long nó ra luôn rồi anh em à. Giờ khẽ thằng A Long. Đánh này xong giờ đánh A Long xong sẽ ra đánh thằng Ranky nha. Không set bam luôn. Ai set bam? Cần gì set bam? Sợ gì mà set bam nhờ? Không sợ. Nhảy lên để hồi ấy hồi stamina.
Hôm nay clip tiếp tục tục được xem nhiều lắm nha anh em. Anh em cố gắng ủng hộ mình nha. Ok. Qua gõ đầu nó, không có sợ. Đó. Mình cũng có bánh donut nè. Sợ gì? Nó bay được vậy nè. Vô gõ đầu nó. Phải bật 2K quan sát lên em, chịu khó xem giúp mình nha. Không bật 2K quan sát lên là mình né được một ít chiêu của nó. Đó. Đó. Không. Mày đó, nhưng mà vẫn không được cây gậy luôn anh em à, khá là buồn. Qua đánh thằng 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 thôi cái ít máu quá, nó bay chậm lắm anh em à. Reset dài thôi, không reset luôn. Bay xuống không reset luôn nha. Này là mình mới biết luôn á. Ít máu thì nó sẽ lăn chậm, cũng như là PK ít máu nó sẽ bay chậm. Để cho nó hồi máu đầy lại rồi mình chạy. Qua đánh thằng Ranky trước đi. Đánh Ranky trước đi anh em ạ. Đi đường tắt cho nó nhanh. Lên thì phải đi đường kia, nhưng mà xuống này đi đường tắt. Tắt cho nó nhanh. Qua Ranky. Mình không biết mình đi đúng không đó. Ranky đi em. Qua Ranky trước đi. À Long nó yếu, mình vô mình chém hai ba cái chết à. Đánh đánh Ranky trước. Ranky mới khó chứ. A Long cuồn đó làm gì. Con nó yếu mà, con nó yếu anh chém hai cái nó chết rồi. Ta bờ rồ rồi mà cần gì sợ nó vô đá thường nó cũng chết luôn. Lấy vàng này ư sớp bắn nó cũng chết nữa chứ nói gì. Kiếm A Long thì mình có rồi, mình đánh quá trời luôn rồi. Đánh lần nào cũng có kiếm hết, chỉ có cái cây gậy của thằng chúa trời đánh hoài không ra anh em ạ. Này vô chắc một một chiêu là nó đi rồi. Ồ không đi anh em ạ, nó cũng câu á. Câu 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 ơi Sida, con này Sida anh em ạ, phải qua Ranky mới được. À, chơi 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 chơi. Ủa sao thằng Phúc nó chát cái tên nó lên màu ngộ vậy? Sao cái tên nó màu tím ngộ vậy nhỉ? Ui nó nói bậy kìa anh em ạ, để mình tắt chát luôn. Tắt chát nó luôn anh em ạ, nó nói bậy là không được. Trẻ con xem không mà nói vậy là chết. Anh kia nào biết có set bam không ta? Ba vô chơi đó luôn chứ cần gì set bam. Bữa mình solo với thanh niên sơn này, thanh niên sơn này nhường mình em mà chơi không có vui hết. Đánh nhau mười mười mê mà đi nhường. Làm đánh còn 99. Thanh niên thiệt. Nhận 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 nhiệm vụ anh em ạ. Nhận nhiệm vụ liền. Rồi mình đánh con Ranky này chắc mình cũng sẽ kết thúc clip được rồi nhé anh em. Ranky này không biết đánh có đồ không ta. Mấy con này chắc mình phải bật Haki quan sát lên em ạ. À. Coi có né được cái gì thì né. Boss 650 là mời anh em. Ôi nó cũng cao đấy. Ui nó làm cái gì. Nó cao, cao phết nhờ. Nhưng mà nó đánh mình không đau lắm anh em ạ. À. Mình ui, nó quánh có hiệu ứng gì vậy. Mình đổi cái nón này vô cho nó tăng đam kiếm tới. Chơi mày luôn. Bật hai cây lên. Ui gì vậy. Nó làm cái gì vậy.
Ây da, ây da, ây da, ây da, đau, 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 đau. Làm lấy lòng bắt chó bắt nó. Mày áp sát tao hả? Giỡn hả? Ui, 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 đau, 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 đau. Đau. Thế là bắt chó bắt nó nữa anh em ạ, trời hồi máu. Ui, mất chiêu rồi. Mất chiêu rồi, lấy cái này đấm đó. Ui, nó hồi máu anh em ạ, phải chờ nhờ viện trợ thôi. Đúng rồi, phụ anh đi chơi ơi. Phụ 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 phụ, nó trâu nó trâu nó trâu, nó đánh đau nó đánh đau. Sao mày lại đứng chơi bây giờ mày không phụ tao? Ây da, nó đấm một cái 600 máu đấy, đừng đùa. Ôi chết. What? Mất 600 bao ti rồi. Khổ thiệt chứ. Phải lấy hiền đi qua nữa rồi anh em à. Sơn 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 về rước coi. Mình lấy hiền mình qua luôn. Để mình lấy hiền mình qua luôn. Nó mạnh lắm nha anh em, chém một phát 600 máu ấy, đừng đùa. Hình như sơn về. Rước anh cái, mua hiền cái. Đánh phụ quan. Không được rồi anh em à, phải nhờ người giúp rồi chứ vậy là không ổn. Nó chém phát 600 máu đau lắm anh em à. Mắt hay kỳ quan sát nó chém đau lắm. Nó chém một cái 600 máu. Đừng có ỷ y. Boss nó cũng boss 600 mấy rồi, ít gì. Lắc quá. Sao mỗi lần đi hiền nó lắc tao, đánh boss thì nó không lắc. Vậy thì cũng đỡ đi, chứ đi hiền mà không lắc mà lúc đánh boss thì nó lắc là toang đấy. Gì đấy, tao còn 6.000 vậy đấy, chắc nói chuyện với ngãy. Ok, mình bay luôn em ạ. Bay luôn. Luôn. Giết được đăng kỳ mình mới chịu. Phụ 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 nha, phụ nha. Bật Haki toàn người lên luôn. Vô. Đợi cái nón vô rồi. Nón rồi. Đợi nón vô. Rồi. Rồi lên khác lên. Đúng rồi, đánh nó đi. Chém nó. Lắc quá, lắc quá. Mình mới nói không lắc, bây giờ nó lại lắc anh em ạ. Ali, Ali, Ali vô, Ali vô. Phúc nó qua. Mình định solo hết boss luôn nhưng mà con Ranky này nó trâu quá anh em ạ. Không phải nó trâu mà nó mạnh quá, nó đánh phát cho tới 600 máu lần. Ủa, nó có cái chiêu gì ngộ nghĩnh thiệt chứ. Ui. Ui. Ui ui, mày hả mày, 16k bao ti luôn anh em à. Quá thơm. Đấy, nói chung thì mình cũng đánh được tất cả các boss bên map cũ rồi anh em à. Giờ mình mạnh rồi mà, mình max cấp rồi, max cấp max kiếm này kia nữa. Thì mình đợi sắp tới thử update 10 thử coi nó sẽ có cái gì hấp dẫn không thì mình sẽ làm cho anh em xem nha. Thì clip này mình nghĩ sẽ kết thúc tại đây rồi anh em ạ. Nó cũng khá dài rồi. Cũng cảm ơn anh em đã bỏ một chút thời gian ra để xem clip mình nha. Bye bye anh em nha. Hẹn anh em ở những clip sau. Bye bye.